사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 Hello, 주문금방과시라시노메요我的新红微 Hôm nay là video clip back to school và nếu như các bạn chỉ có 15 phút mỗi sáng và phải nhanh 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 đến trường sẽ như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ sấy tóc này. Sau đấy thì sử dụng kem lười của MKUB để có một lớp da sáng đẹp, căng bóng mịn mà rất là tự nhiên. Và hơn nữa đối với học sinh thì mình nghĩ là cái độ bám lâu ở trên da sẽ rất là phù hợp. Sau đấy thì mình sẽ kẻ lông mày. Nếu mà ai mà có lông mày đẹp rồi thì có lẽ không cần đâu. Còn nếu ai mà không có lông mày thì chúng ta sương sương một tí đi. Tiếp đến thì mình sẽ dùng phấn phủ. Mình sẽ không dùng foundation hay là cushion gì nữa, mà sẽ trang điểm một cách tự nhiên nhất. Đấy là một dùng phấn phủ kiềm dầu của GA. Xong cái lớp nền thì đánh một chút son dưỡng này. Vì chúng ta đi học cho nên sẽ phải make up như kiểu không make up. Tiếp đến là mình sẽ dùng son Mystery mới của Ameme. Cái màu này lúc nhìn lên thì nó hơi đậm một chút, nhưng sau đấy thì tán nhẹ ra môi sẽ rất là tự nhiên mà hơi căng căng nữa. Rồi mình sẽ dùng tiếp tục son cho phần má để ửng hồng một chút. Và tiếp đến là cả phần mắt nữa nha. Ôi cái tóc thật là ngu ngốc. Mình sẽ phải dùng cái lược điện này để mình cho nó tóc vào nếp hơn, chứ gội đầu là tóc mình cứ thẳng tòe ra luôn. Ok, trông hợp lý rồi đây. Và bây giờ là chọn đồ đi học. Thì mình biết là các bạn đi học sẽ phải mặc đồng phục, nhưng đối với những trường mà chỉ mặc sơ mi trắng thì các bạn có thể chọn các loại quần jean. Thì đi học thì chắc là không được mặc quần rách rồi, cho nên là phải chọn một chiếc quần jean nó hợp lý hơn. Thời đi học mình ít nhất là phải sơ jean. Thì ở đây mình chọn một chiếc áo kiểu sơ mi khuét vai. Cái trang phục này phù hợp với đi học thêm và đi học đại học hơn. Và đôi giày huyền thoại là gì các bạn biết không? Giày Converse, yeah. Giày biểu tượng của học sinh luôn ý. Wow. Nói chung là mình vẫn thích nhất là đôi Doc Martin, có thể đi mọi lúc mọi nơi. Lúc nào mình cũng yêu mấy đôi giày mà hơi cao cổ một chút. Và tiếp đến là xách ba lô. Đeo kính. Và đây là một cái look make up mà siêu đơn giản. Mình nghĩ từ đầu đến chân các bạn sẽ hoàn thành trong 10-15 phút thôi. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ happy khi xem video clip này, vì đây là một video clip rất là nhanh. Và chúc các bạn đi học luôn xinh nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe channel bé nhỏ của tớ và có cái chuông phải nhấn vào, cũng như là đón chờ nhiều video hơn. Đây là fanpage và đây là Instagram. Và bye bye. Để nhớ lên fanpage đón nhận giveaway nha.